Cấu Đâu Khổng Lồ đột nhập vào siêu thị để tìm đồ ăn. Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh tượng xuất hiện ở một cửa hàng tiện lợi tại thung lũng Olympic, California, Mỹ đã được dân mạng không ngừng chia sẻ. Theo đó, một nhân viên trực ca đêm tại cửa hàng đã bất ngờ thấy một con gấu nâu mở cửa bước vào bên trong. Sau đó, nó đã thản nhiên lục tung các kệ hàng để tìm kiếm thức ăn. Người nhân viên vì thấy kích thước của con gấu khá lớn nên chỉ đứng từ xa để quay phim mà không dám tiến lại gần để đuổi nó đi. Được biết, sau đó con gấu đã ra vào cửa hàng rất nhiều lần để lục tìm thêm bánh kẹo. Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận về rất nhiều lượt xem cũng như chia sẻ từ cộng đồng mạng.